X51 Story mến chào các quý vị thính giả. Trong số 108 anh hùng lương sơn bạc của tiểu thuyết gia Thi Nại Am, có một vị hảo hán tuy không lọt vào top 10 của bảng xếp hạng, nhưng vì những câu chuyện đa sắc, những mối quan hệ liên kết với những nhân vật trung tâm khác mà ông để lại nhiều dấu ấn đa chiều khó phai cho cả người lớn lẫn trẻ con khi xem tác phẩm Thủy Hử. Nhân vật ấy không ai khác chính là Hắc Toàn Phong Lý Quỳ. Lý Quỳ có tên hiệu là Hắc Toàn Phong do tính tình thô lỗ, nóng nảy cùng ngoại hình đen đúa, hung dữ, lúc ra trận thì luôn xung phong đi đầu, nhiều khi quân lệnh chưa kịp nổi lên mà hảo hán đã phi lên rồi. Những lúc ngồi nhậu cùng các anh em chiến hữu, mọi người còn gọi ông bằng cái nickname thân mật hơn, đó là Thiết Nghiêu. Lý Quỳ là một trong những hảo hán khỏe nhất ở Lương Sơn, chắc chỉ đứng sau Hành Giả Võ Tòng và Hoa Hòa Thượng Lỗ Chí Thâm mà thôi. Nếu đọc thật sâu, thật kỹ Thủy Hử của tác giả Thi Nại Am, chúng ta hoàn toàn có thể nhận chân được con người Lý Quỳ. Và Hắc Toàn Phong, một kẻ lấy việc chém giết làm thú vui, giết cả trẻ con, ăn cả thịt người, chắc chắn không thể và không bao giờ xứng đáng với hai chữ hảo hán. Lý Quỳ ấy được coi là kẻ trung thành, nhưng thực tế gã chỉ trung với Tống Giang. Trong mắt Lý Quỳ, chỉ có Tống Giang, ngoài ra tuyệt nhiên không có ai hết. Thế Thiên Hành Đạo, tôn chỉ của nghĩa quân Lương Sơn, với gã chỉ là đồ bò. Lý Quỳ hiện ra qua lời kể của Đới Tung với Tống Giang ở hồi 37 thế này: người này là một cai ngục trong lao tiểu đệ, họ Lý tên Quỳ, người huyện Nghị Thủy đất Nghi Châu, thuộc Bách Thượng. Anh ta có một tên lạ là Hắc Toàn Phong Lý Quỳ, và người làng anh ta thường gọi là Thiết Nghiêu Lý Quỳ, sau có tội đánh chết người, phải trốn đi nơi khác, nay dẫu được ân xá, song vẫn lưu lạc giang hồ, mà vẫn chưa về được cố hương. Anh ta tính hay chè rượu, thường dùng hai cái búa để đánh nhau, các ngón côn quyền cũng giỏi, hiện đương theo việc ở đây. Rồi, hắn ta dẫu là người trung trực, nhưng tính ham uống rượu, thích đánh bạc, còn có bao giờ có được một đĩnh bạc mà đổi ra, cái đó hắn nói dối đấy. Bây giờ đi vội đi vàng thế, tức là đi đánh bạc. Hắn ta võ nghệ cũng khá, chỉ có một điều là tính thô mật lớn, không cần gì ai, ở đất Giang Châu này, mỗi đám tù tội thì lại đánh đập tất cả đám coi ngục, làm cho tôi nhiều phen cũng liên lụy đến hắn. Giữa đường thấy sự bất bình là thế nào cũng đánh cho những bọn cường ngạnh, vì thế khắp trong thành Giang Châu ai ai cũng sợ. Muốn nói Lý Quỳ là không cách nào bỏ qua một bên Tống Giang. Tống Giang trên thực tế đã trở thành Lý Quỳ trong cuộc sống một phần. Từ Giang Châu lần thứ nhất gặp phải Tống Giang cho Lý Quỳ 10 lạng bạc, Lý Quỳ liền khăng khăng một mực đi theo Tống Giang mãi cho đến chết. Tống Giang bị đày ải lâu ngày, toàn ăn mắm ăn muối nên thèm được ăn canh nấu cá tươi. Thế là Lý Quỳ tình nguyện đi mua ngay. Nhưng vì tính nóng nảy vội tìm mua cá tươi và ngon nhất mà Lý Quỳ gây sự đánh nhau với những ngư dân, hàng trài quanh bờ sông. Những người hàng trài dĩ nhiên là đánh không lại rồi, bèn cầu cứu một lái buôn cá khỏe mạnh tên là Trương Thuận giúp đỡ. Trương Thuận chạy tới can thiệp và đánh nhau dữ dội với Lý Quỳ, nhưng vì Lý Quỳ quá khỏe nên Trương Thuận chịu không nổi nhiệt. Dân lái buôn thì đâu có chịu thiệt dễ vậy, nếu chịu thua thì bọn đánh cá nó cười vào mặt rồi không bán cá cho mình nữa thì sao? Trương Thuận nghĩ kế thách thức Lý Quỳ xuống bè mà đánh, còn Lý Quỳ thì có biết sợ gì cơ chứ? Được một hồi thì cả hai rớt nhào xuống nước, tiếp tục đánh. Lý Quỳ do bơi lội kém nên bất lực chịu thua, được Trương Thuận đãi, bữa nước nhớ đời. Trên bờ, Tống Giang và Đới Tung chờ mãi không thấy Lý Quỳ mang cá về nên nghĩ chắc có chuyện chẳng lành bèn đi tìm. May sao gặp Trương Thuận, Tống Giang đưa lá thư của Trương Hoành, anh trai Trương Thuận, nhờ Tống Giang gửi đến cho người em trai yêu quý lâu ngày không nghe bóng tăm hơi. Trương Thuận mừng rỡ khi gặp được Tống Giang, một người xưa giờ ông rất nể và rất muốn tìm gặp. Trương Thuận sau đó hòa giải với Lý Quỳ và kết nghĩa anh em với cả ba người Tống Giang, Đới Tung, Lý Quỳ. Quả đúng là giang hồ, không đánh nhau không quen biết. Do Tống Giang đề thơ phản ở gác Tầm Dương trong lúc say rượu, còn Đới Tung trượng nghĩa truyền thư giả bất thành nên cả hai bị giam và xử chém. Lý Quỳ là cai ngục nên biết chuyện, ông liền đi tìm Trương Thuận nhờ trợ giúp. Hảo hán Trương Thuận đồng ý ngay và hứa sẽ gọi thêm bạn bè trợ chiến. Khi Tống Giang và Đới Tung bị đưa ra pháp trường Giang Châu chém đầu, Lý Quỳ vác đôi bản phủ xung phong tả xung hữu đột cướp pháp trường cùng với 500 anh em quân Lương Sơn do Tiểu Cai đứng đầu, giải cứu thành công Tống Giang và Đới Tung. Sau trận này, Lý Quỳ cùng Tống Giang, Đới Tung, Trương Hoành, Trương Thuận và nhiều hảo hán khác theo Tiểu Cai gia nhập Lương Sơn bạc. Tuy nóng nảy, lỗ mãng, thậm chí giết người không chớp mắt, nhưng Lý Quỳ vẫn có những đức tính tốt đẹp. Cái gã Thiết Nghiêu này khuôn mặt thì dữ dằn, tính tình thì thô lỗ, nhưng được cái hắn ta rất trung thành và hiếu thảo. Sau khi lên Lương Sơn làm đầu lĩnh, Lý Quỳ nhớ mẹ quá nên xin Tống Giang nghỉ phép vài hôm về quê thăm mẹ. Tống Giang, ok, không ấy, chú đem mẹ lên đây, sớm tối bên nhau,
không phải chịu cảnh cơ cực như trước nữa. Lý Quỳ nghe nói ưng cái bụng quá, liền tức tốc ra đi. Khi vừa về, Lý Quỳ gặp mẹ mừng rỡ rưng rưng. Niềm vui chưa tẩy gang thì Lý Đạt, anh trai Lý Quỳ liền chửi rủa em trai vì giết người mà làm cả nhà liên lụy. Lý Đạt quyết định bán đứng em trai, đi gọi quan quân đến bắt. Ước mơ của Thiết Nghiêu rất đơn giản, hắn ước có cuộc sống tự do, được uống rượu, ăn miếng thịt lớn và chăm sóc mẹ già. Thế là lại một lần vội vã nữa, Lý Quỳ đành cõng mẹ đi ngay. Trên đường trở lên Lương Sơn, mẹ chàng khát nước mà đường còn xa, hiểm trở. Vốn thương mẹ, sợ bà cô chịu được cơn khát, ông đành để mẹ ngồi đợi dưới tán cây rồi nhanh chân đi tìm nước. Nhưng thật không may, trong lúc Lý Quỳ ra đi, bầy hổ đói trong rừng đã tìm đến vồ mẹ ông đem đi. Lý Quỳ trở về không thấy mẹ đâu, chàng hoảng hốt đi tìm khắp nơi. Theo dấu vết đến gần hang hùm thì thấy bốn con hổ đang gặm xác mẹ mình. Lòng đau nhói, tức quá ông gầm lên một tiếng rồi xông thẳng vào chém giết trọn cả bầy hổ, không sót con nào, rồi đau đớn khóc thương thu nhặt xương tàn của mẹ đem chôn cất. Mong ước được báo hiếu của Thiết Nghiêu đơn sơ vậy mà sao bi thương quá đỗi. Lý Quỳ đối Tống Giang có thể nói là trung thành tuyệt đối. Đối Lý Quỳ mà nói, Tống Giang không chỉ là lão đại của hắn, mà là tấm gương, tinh thần của hắn. Vì Tống Giang, Lý Quỳ có thể hy sinh bản thân tất cả. Khi nghĩa quân Lương Sơn quy an triều đình, dù không muốn nhưng Lý Quỳ vẫn theo Tống Giang. Lý Quỳ nói, ca ca, phản đi thôi. Ca ca, lúc nào khởi binh, tôi sẽ đem quân đến ứng cứu. Lý Quỳ với Tống Giang tình cảm đã vượt qua khỏi tình cảm huynh đệ, bạn bè thông thường. Lý Quỳ phát điên 3 lần với Tống Giang khi có mỹ nhân tiếp xúc với Tống Giang. Lần thứ nhất, đó là khi đánh Trúc Gia Trang, khi Lâm Sung bắt sống Hỗ Tam Nương đem về Lương Sơn. Lý Quỳ thấy Tống Giang đưa Hỗ Tam Nương về chỗ Tống Thái Công để chăm sóc. Lý Quỳ tung tin với các huynh đệ là Tống Giang muốn lấy Hỗ Tam Nương làm áp trại phu nhân. Tống Giang cả giận muốn giết Lý Quỳ cùng tội tung tin đồn và tội đã chống lệnh khi tấn công Trúc Gia Trang đã sát hại cả nhà Hỗ Tam Nương. May có các huynh đệ can ngăn, Tống Giang mới thôi không trách tội Lý Quỳ. Lần thứ hai, Tống Giang cùng Sài Tiến, Lý Quỳ, Yến Thanh lên Đông Kinh gặp Lý Sư Sư để nhờ giúp kế hoạch chiêu an của Lương Sơn. Lý Quỳ với Tống Giang mải mê gặp Lý Sư Sư, cùng Lý Sư Sư mải mê uống rượu, bỏ bê không quan tâm đến mình. Trong lòng nổi giận đã ra ngoài chơi và đại náo đêm hội hoa đăng ở Đông Kinh, làm hỏng kế hoạch chiêu an của Tống Giang. Lần thứ ba, sau khi bị Tống Giang trách tội vụ đại náo Đông Kinh, Lý Quỳ bỏ đi ghé vô Lưu Gia Trang. Tại đây Lưu Tiểu Thư bị hai kẻ giả danh Tống Giang và Lộ Chí Thâm bắt đi ép làm vợ. Nghe Lưu Viên Ngoại kể, Lý Quỳ lại nổi điên, bất chấp Yến Thanh can ngăn, Lý Quỳ quay về Lương Sơn chạy thẳng đến Trung Nghĩa Đường đập phá Hoàng Kỳ và hạ cờ Thế Thiên Hành Đạo của Lương Sơn bạc. Sau đó đòi hỏi tội Tống Giang. Chiến công cuối cùng của quân Lương Sơn là đánh bại đoàn quân khởi nghĩa của Phương Lạp. Trận chiến này quân Lương Sơn tổn thất khá nặng, Lý Quỳ là một trong số ít các chiến tướng còn sống sót trở về. Và con đường ông chọn sau khi Lương Sơn tan rã cũng thật đặc biệt. Quy thuận triều đình dù lòng Lý Quỳ chưa bao giờ muốn, quy thuận bởi vì một lòng theo Tống Giang mà thôi. Nhưng Tống Giang nằm trong kế hoạch nhổ cỏ tận gốc của bọn quan hèn hạ, sợ các anh hùng hào hán tạo phản trở lại, bèn bày kế hãm hại. Tống Giang biết ngự tửu vua ban mình vừa uống vốn đã bị gian thần bỏ thuốc độc, biết mình sắp chết, sợ sau khi chết Lý Quỳ sẽ làm phản trả thù. Tống Giang bèn truyền Lý Quỳ đến rồi lừa Lý Quỳ uống rượu độc cùng chết với mình. Khi Lý Quỳ biết Tống Giang cho mình uống rượu độc, ông chỉ nói lớn, thôi thôi, Thiết Nghiêu khi sống theo hầu huynh trưởng, sau khi chết cũng làm ma theo hầu huynh trưởng mà thôi. Câu nói cuối cùng khiến người yêu thích thủy hừ rơi lệ, đã phản ánh một số phận đáng thương của Lý Quỳ. Xuyên suốt câu chuyện Thủy Hừ, ta thấy bên cạnh hình ảnh về một hắc toàn phong Lý Quỳ dũng cảm, hung dữ, đen đúa còn là hình ảnh của một Thiết Nghiêu hiếu thảo, trung thành đôi lúc đến ngô nghê. Chi tiết cảm động về cái chết của Lý Quỳ cũng như của mẹ Lý Quỳ trước đó phản ánh hai thái cực đối lập trong con người của ông. Một Lý Quỳ đầy nhân văn hoàn toàn xa lạ với một Lý Quỳ hàng ngày chỉ ưa gây gổ đánh nhau, thích ồn ào náo nhiệt như một cơn lốc. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.